character. Woke up at 11 o'clock, I ain't got no job, what the hell should I do today? This feel like some, I don't give a fuck, oh my god, shut the fuck up, I ain't hearing what you gotta say. What the deal, how you feel, not important. All I'm thinking about is riding in these Porsches, but don't be coming at me with that horse shit. Acting like you know me, that's the worst shit. I know in my soul. Chào mọi người. Cô bé biết em đi trên đường đi ra Hưng Đê. Hưng Đê là địa điểm như thế nào? Thì Hưng Đê là một cái nơi mà tập hợp rất nhiều bạn trẻ, thích những cái quán vừa đẹp cũng có thể ngon, và nói chung là có một cái không khí rất là trẻ trung. Hôm nay trời nắng kinh khủng, mình sẽ đi ra đó gặp bạn, và mình sẽ đi đến một quán cà phê rất là xinh, thì mình giới thiệu cho mọi người. All I'm thinking about is riding in these Porsches, but don't be coming at me with that horse shit. Acting like you know me, that's the worst shit. I know in my soul, why this fucking cold, yo? That's just how it goes. What I do get know, yo? These days. Quay gặp bạn rồi. Hello me. Hi me. Hi. Chúng ta đã tìm được quán cà phê mới rồi. Đi. Cuối cùng mình đã kiếm được một quán hay thế. Quán này nó có cái terrace ở ngoài nữa, nhưng mà bây giờ nóng như lửa đốt. Về mình thích. Mày uống trà chanh nè. Quá đáng vậy mày. Đi về. Sophie. Nhìn cái đồng nghề đó, thì sẽ tới đây và research cấp học đó. My là một người ở sống sinh sống tại Seoul đã được 7 năm. Vậy hôm nay mình sẽ làm một buổi phỏng vấn ngắn cho My. My có thường chơi ở khu Hưng Đê không? Hồi còn trẻ. Đến đây khá nhiều, bây giờ già thì khoảng đến thôi. Thế là tại sao thì hồi trẻ mới chơi ở Hưng Đê, còn già lại không đến được Hưng Đê được? Tại vì ở đây toàn người trẻ, người ta không tiếp nhận người già. Sau 27 tuổi là người ta có giới hạn độ tuổi xin cho đến đây nữa. Đây là kinh nghiệm của một người sống sinh sống 7 năm tại Seoul. Cho nên là mọi người chẳng nên tin đi. Ở Hưng Đê thì có gì nổi tiếng nè? 2000 years later. Ôi xin lỗi mọi người, My đã dành cả tuổi trẻ để đi học và My không hề chơi. Thế là bây giờ My không biết Hưng Đê có những gì nổi tiếng, có club nổi tiếng. Đúng không? Club. Xong rồi có quán nhậu, cà phê nhiều. À, đặc biệt ở bên Hàn Quốc nó có một cái những cái gọi là hunting, hunting place. À, sweet chip, hunting sweet chip. Thì cái đó là có nghĩa là mọi người tới đó nhậu, xong rồi mọi người thường đi theo những cái group là toàn là nam hoặc là những group toàn là nữ, đúng không? Xong rồi mọi người sẽ làm quen với nhau và đi nhậu, gặp thành một group lớn cả nam lẫn nữ và đi chơi chung. Như là ghép bàn, group bàn này là đi 4 nữ, bên cạnh đi 4 nam. Thì sẽ ghép lại bàn. Vì mình sẽ đi ghép bàn. Tuy là không hề quen biết nhưng tới đó sẽ ghép bàn và đi chơi chung với nhau. Đó là một cái nét văn hóa rất là thú vị. Và các bạn sinh viên ở bên này rất thích. Ở đây có cả gọi là ca nhạc đường phố nữa, gọi là busking à? Không biết, nhưng mà Zion T cũng là một trong những nghệ sĩ. Nếu mà mấy bạn không biết Zion T thì sao? Nghệ sĩ được biểu diễn từ Hưng Đê và trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Mình nghĩ là cũng nhiều bạn ở Việt Nam biết về Hưng Đê, nhưng mà đa số thì mọi người khi mà tới đây thì hỏi Nhân Đông nhiều hơn là Hưng Đê. Nhân Đông thì chỉ là mua sắm thôi. Nhưng mà thật ra ở Hưng Đê cũng mua sắm cũng rất là tốt. Ở Hàn Quốc mọi người không nên đi du lịch vào tháng 8. Ừ. Tháng 8 là một cái tháng vừa nóng
mà vừa mưa, nói chung là cái tháng hơi bị khủng khiếp. Mình nên đi vào tháng 5, tháng 6, tháng 7 gì mà Miu muốn chia sẻ với mọi người. Ở đây cắt tóc cũng đẹp. À, thật ra là vậy, tại vì ở phía dưới tầng 1 của chỗ này có một tiệm cắt tóc. Cho nên là My dự định là sau khi ở dưới này uống cà phê xong xuống dưới cắt tóc mọi người. Mà dù không có nhiều tóc đâu nhưng mà rất thích cắt. Bây giờ không nhiều. Nhưng mà có nhiều người đến đây làm tóc, các ca sĩ diễn viên cũng ngoài Gangnam ra thì họ cũng thi những cái gọi là style nó được cố tí. Nên là khu này giống như là những cái nơi rất là ảo vậy đó. Đúng. Có những con đường thì kiểu người ta học sinh ra đường để vẽ tường. Vẽ mấy tường nhà xong rồi cũng thành một nơi chụp ảnh du lịch của các bạn trẻ. À, còn một đặc điểm nữa là ở đây thỉnh thoảng thôi mọi người sẽ nhìn thấy một vài idol xuất hiện, đúng không? Nhìn xong biết lại. Nhìn tên lên mạng sớm. Mọi người hãy siêng năng đến Hong Dae và siêng năng làm fan của những nhóm nhạc trẻ thì biết đâu được đó một ngày nào đó những bạn đó sẽ thành một ngôi sao hạng A nào đó. Ở đây là cái nôi của nghệ thuật, nôi của những ngôi sao. Các bạn trẻ hay ra đây biểu diễn ca nhạc, múa hát, sau đấy thì được phát hiện, sẽ được các producer đi ngang qua và phát hiện. Nhưng mà nói chung là cũng hiếm lắm. như kiểu 1.000 trường hợp thì chắc có một trường hợp. Sau khi làm một vài video bị thiên hạ nói quá là làm video gì mà video xấu quá. À, yeah. Còn mọi người nói là video ok nhưng mà tại sao không rõ chân lông? Đề nghị đi hãy như trong cái rõ chưa? Nhìn này rõ cả lỗ chân lông luôn. Em bây giờ em can đảm nha, tại vì cái màn hình này nó nhỏ đó, nhưng mà giờ em mở đó thì cắt thì đang cố gắng đầu tư cái camera để làm gì, để cái này có thể ra đường quay được mà không bị rung. Không này là không rung thật. Sau này mọi người nhớ coi nhiều biết tranh thủ một cái quảng cáo. Đi còn gì muốn quảng cáo không? À, quảng cáo cái nữa là My chụp hình rất là đẹp. Tuy là máy của My hơi dở, không dở đâu mọi người, gì đó vậy thôi. Nhưng mà My chụp hình rất là đẹp, My chụp cả street style, cả portrait, đúng không My? Cho nên là bạn nào mà chuẩn bị du lịch Seoul mà đang cần kiếm một nhiếp ảnh gia nào đó để chụp street style thì hãy liên hệ My. Bây giờ mình sẽ để Facebook My ở dưới đây. Hoặc là mọi người mà đăng ký qua Bía thì Bía sẽ lấy phần trăm của My. Manager. Mọi người muốn biết gì về Seoul nữa so với một người có kinh nghiệm 7 năm mà mọi người có kinh nghiệm 7 năm thì đi học 4 năm để đi chơi. Thì mọi người cần biết gì về Hàn Quốc thì nhớ hỏi, nhớ comment và hỏi cái xong mình sẽ lựa để làm video về cái đó. Đặt câu hỏi phía dưới sắp thôi. Bộ lắm, không có subscribe, có nhiều view. Mấy bạn tại sao mấy bạn lại gọi là nhẫn tâm vậy? Coi xong rồi bỏ đỉnh đi vào một hàng subscribe. View dạo View dạo thật là nhiều nhưng view thường xuyên thì không có. Xem được dây đầu dây cuối, nội dung dẫn nhất. Không biết là nói cái gì. Cũng nên tương thiên lắm mà. Mọi người ráng đi, nếu mà mọi người subscribe nhiều quá hả, Bia sẽ mời những ngôi sao Hàn Quốc tới để làm khách mời luôn. Bia dự định làm là đi làm nail ở Hàn Quốc nè, đi cắt tóc ở Hàn Quốc nè, và đi làm gì nữa nè, đi skincare ở Hàn Quốc nè. Đó là những cái cũng hay mà nhiều người cũng muốn thử dịch vụ ở Hàn Quốc như thế nào mà. Nếu mà có nhiều surprise thì có bất tiền để mà đi. Ừ, nhưng mà sẽ đi. L X Deluxe, the Deluxe Band. Good morning, ladies. Today we'll be having a delightful piece of deep fat. Nhớ surprise nha mọi người. Sẽ dẫn mọi người đi tour hơn, mua sắm, cà phê và ăn uống nữa. Surprise để được gặp My nhiều hơn. Surprise cho chị đấy. Back up, that's the game you gon' get if you step up. Messed up, what I been and done when I tense up. They patience wearing now playing dress up. Big sales on the meals, got a pocket full of coupons, we gon' eat well.